vâng. Ái Quốc, quốc lộ 1 ta về phía Huỳnh Văn Lũy. 600 mét nữa, đi bên phải để đi tiếp Nguyễn Ái Quốc.
ăn cái gì? Ăn chiếc bì ạ. Thank you.
đầu, quay đầu lên với chị. Nhanh, bố đang tìm chỗ tồn. Nằm quay đầu lên chị. Che, che lấy áo, che lên bông thì nó nằm. Bỏ phi đang xuống dốc. Cho cái đầu, cái đầu, cái đầu. Cái đầu của cái tà áo. Cái đầu của cái tà áo. Đấy, cái đầu. Cái đầu cho cái ghế này. Nữa tại vòng xuyến, tiếp tục đi thẳng vào Trần Phú.